ໃສ່ປົ້ນນາທີ12ທີ່ຈຸດນີ້ສາດໃໝ່ສໍາລັບເມດຽາສໍາຄັນថ្ងៃນີ້ຄືປົ້ນກໍຄວາມສະກໍມັນດັງອະພີວິຍາກອນນີ້ໃຫ້ໄດ້ວິຍາກອນນີ້ຍິຮອບສຶກສາປະພູດ Chúng ta đi bây giờ phải mẹ đấy ở dưới kia chỉ mua được bây giờ phải simple là bệnh hôm nay cho nên là tụng rung viết bấy từ tụng rung bạn sẽ sầm nú hay là biểu sọ biểu dấu thì mỗi biểu sọ nhé chứ không mà viết cái subject have has bộ một cái verb be hay bộ một verb I am ing tiếp đi từ negative qua nhưng mà là have not chỗ cái chọn chứ bạn nói đi bây giờ anh ấy tụng rung bấy nhé bởi chọn khác anh bây giờ pra mùi have cứ haven cái pra mùi has cứ hasn't has not hasn't have not cứ haven't nè tổng đồng cứ sửa lại gọp sắc xa bị môn mà hạn chơi mệt tệ chân là tổng đồng tiếp ý cứ questions nhưng như cho cái này question như do à phụ have hay là phụ mục và phụ mô đo sử dụng là phụ mục đồ học sử dụng là phụ mục hay phụ chỉ mùi sợ chết bộ những bím hay bộ ai chỉ chắc bím nên tao biết là hồ ai chỉ tao biết là rõ hồ dương mình ai lúc bị cháo này loại mà ai lúc bị cháo đó coi dương trong lúc ai chỉ cháo từ lúc bật bàn tạm đó của tổng rồng đấy cái tao ca vì chỉ định hay những đặc thà have những cái cho mùi nên I they he we and you đó những trang hồ biển I has tổng tố has chúng has thì phải chú ý đến he she it phải has đấy chẳng là cái sách chú ý đến vì phải cố là tạm mà có thiên là bảo vệ đấy ok chẳng là nó là present perfect continuous tense thì chơi vô pi chấm đợt nè pi chấm đợt mà còn bị phân bổ nãy chấm đợt thì muối nãy chấm đợt gì thì pi gì nè dùng người làm gì ta ta nó pi nè đại dương phải present perfect continuous nè vì ta không như ớt sẽ trao dụng thầy, vì ta không như ớt sẽ phần to, vì ta sẽ cảm ơn phiếp dựng kết lại đến á, vì ta sẽ cảm ơn phiếp của cả lá, vì ta sẽ cảm ơn phiếp dựng nập tập đó là present perfect, no, present không như ớt sẽ phong đạt dựng nập khơi đàn đánh á, vì ta sẽ cảm ơn phiếp của cả lá, cảm ơn phiếp đỏ son sẽ cảm ơn phiếp sẽ cảm ơn phiếp là cả lá biệt tại tất cả nó có to và phải chứng mọn, đấy, dựng mượn đấy á chẳng là thằng đích, thì muốn to express long actions cứ bật chạy vì sẽ cảm ơn phim đại quê that started in the past counting you until now cứ đấy trong những hàng vì cả làm việc tại tất cả hay bắt đầu mà bạch bằng trong trường bệnh này vì đốt bẹt bắt chứa mùi là present simple present perfect simple nát cái đôi perfect simple còn đạt đôi khi bắt đầu rồi thì nói cứ đôi chuyện nói như vậy nhé những mùi tiêu hòa của việc I've been living in England for 5 years và ta dùng hai dây thang I have lived in England for 5 years mà nó bạn chỉ phải bạn được cái gì nè ví dụ present perfect simple and present perfect continuous nó chung là nâng chỉ phải bạn được cái gì và ta phải sang suy thang nè trâu phía rồi là trâu anh đi trâu chị nè phía rồi là trâu và ta bị chọn trâu thì anh phải bạn tập pì đàn đó I have been teaching English and I have taught English sẽ cảm biết trong dây thang nhưng nó đang bật to phử vì anh toàn chọn tiếp bị to express recent actions that have clear evidence or results ok result cứ result now đi thì đặt now thì là về chứ bạn results now ok cho mọi người đặt now vì cần để cho bạn mình tên nó không chấm mất tiếp bị nữa đã bay được chạy ở phía sẽ cam ở phía mấy sẽ cam ở phía mấy đã vì miền quạt tang chiếc bát lọ ở gần chiếc bát lọ miền quạt tang chiếc bát lọ rưỡi cô là tập hợp chiếc bát lọ nông pe ấy ai lầm ở chiếc bát lọ chẳng mày bên đây hai mơ khơi sẽ cam phim nào mơ khơi tại sao vì những vì miền quạt tang mà đòi lần này ấy mơ thì họ ở những mơ thì họ nó cam là chiếc bát mình đây thì họ her eyes are red because she has been crying this morning. Chắc lời về đến chiều qua thọ video nữa, cứ hai chị mong buồn. Chắc là toàn là bên phá kệ.
chứ mà về prak mình đây thay chắp đi mau như thế này kế nhé mong bơ mong bấy mong cùng muối nó có chỉ về prak đấy và đấy là mong đọc tí bằng hàm mình về prak chứ nơi cho bọn tôi rõ hòm và đây chưa rõ hòm đấy và đang rõ mà ở xa dương mình ở xa chư her eyes are red nơi cho bọn miên rõ hòm because she has been crying this morning hai bạn bỏ và xa thế và xa thế niên ban dung ban một công tử dung nói về gặp mình chứ mấy thang à lâu sẽ cam một phía là dương của anh dễ nhất xua đi ngọc của dung thì đó ở đây bên tay đời xa tại vì có tan như vậy có tan đây có họ nè chứ dương ai sau là một bàn tháng niên dung ra bị bật mình rứa có ai niên dung ta bị dùng mình và đó lâu có dung khăn như thế đó bán cứ nên còn nợ rõ rõ họ mỗi chuyện ủy đồ các bạn được biết, dưới khi là tập hợp mà lên, đôi thà dùng lên ban quan các bạn mong ba liên liên cùng buồn, à là mong buồn này, dùng đi chống liền hay dùng mà, chấm cái những khơi nhờ, thì chơi khơi dương ở ban dịch chủ, chấm cái chơi của ban giải đá, you have been playing football, cái dùng cái prai bài một lần đó, và sao tại dùng khơi just thà là hiếp phó tàn hay bật chết thì là tập hợp đại diện bạn vừa với muối mà đòi về về lâu nè anh nói cái prime present perfect continue chân sờ vào quỳ cái prime present perfect continue thì phí thì muối cứ sản phẩm cá về tại cá mà to mà về bật chưa bật thì phí cứ bằng hai phí phó tàn là tập hợp mà đòi về bật chưa bật ok bà con nên chấm ngó số phone chat su thì chấm thang tiếp chúng học cũng sẽ làm việc khai năng, sản phẩm đáp ứng vô năng dưới hay thị trường nông sản vùng vùng cao thì thôi bằng tổ nhé. Học cũng chỉ là cứ làm.